Vâng, và chào mừng các anh chị. Xin chào mừng các anh chị đến với bài học tiếp theo của Phan Anh. Và bài học này thì tôi sẽ nói về một cái công cụ bán hàng rất là tốt và rất là hữu hiệu dành cho những cái thương hiệu của chúng ta. Đó chính là các website thương mại điện tử có sẵn. Vâng, các website thương mại điện tử có sẵn hiện nay ở trên thị trường sẽ được chia ra làm một số các nhóm như sau. Nhóm thứ nhất là các website thương mại điện tử nội địa. Nhóm thứ hai là các website thương mại quốc tế và các cái nhóm chuyên về ứng dụng affiliate. Thế thì đầu tiên chúng ta sẽ nói về cái nhóm website thương mại điện tử nội địa. Thì chúng ta biết rằng ở trên thị trường có một số website như là AD rồi, Tiki, Lazada, Robin hay là Lotte, đúng không ạ? Sen Đỏ hoặc là Shopee. Đó là một số những cái website thương mại điện tử lớn tại thị trường Việt Nam. Tất nhiên nó còn một số website nữa tôi không liệt kê hết ra đây, hay là VnExpress Shop, đúng không ạ? Vậy thì cái website này chúng ta có thể làm gì? Chúng ta có thể đưa các sản phẩm của chúng ta lên các website thương mại điện tử này để bán. Chúng ta có thể mở các gian hàng trên các website này để chúng ta đưa hàng hóa lên đó bán. Và khi có đơn hàng phát sinh thì chúng ta trả hoa hồng cho cái đơn vị website thương mại điện tử này. Và lúc đó thì chúng ta sẽ có đơn hàng và chúng ta sẽ được hưởng cái phần doanh số của chúng ta. Thì cái cơ chế mà chúng ta hợp tác với các website thương mại điện tử nội địa như thế này thì nó sẽ an toàn cho chúng ta rất là nhiều. Chúng ta không phải bỏ vốn, chúng ta cũng không phải chi tiền quảng cáo. Coi như là các website thương mại điện tử này nó chính là cái sàn bán hàng cho chúng ta. Và khi mà nó phát sinh đơn hàng, chúng ta ký gửi, đúng không ạ? Ký gửi trực tuyến thì chúng ta sẽ có được cái doanh số và chúng ta lúc đấy chúng ta mới trả hoa hồng cho các website. Và thông thường hiện nay thì các website người ta sẽ lấy phần trăm hoa hồng dao động từ khoảng 15 cho tới 40%. Con số này có thể là thay đổi tùy vào sản phẩm, tùy vào website, tùy vào chính sách, tùy vào cái thương hiệu, được chưa? Có những sản phẩm lợi nhuận cao họ có thể lấy 30-40%, có những sản phẩm lợi nhuận thấp họ có thể lấy 15-20%. Vậy thì chúng ta hãy tìm những cái website này và chúng ta hãy liên hệ với họ để mở gian hàng, để cung cấp sản phẩm và cung cấp những cái chứng từ phù hợp theo yêu cầu của họ. Thí dụ như tôi đang mở cái gian hàng Crowdspace chuyên bán giày dép trẻ em cao cấp ở trên Tiki, trên Lazada, trên AD rồi, đúng không ạ? Trên Lotte, trên Sen Đỏ và trên những cái trang thương mại điện tử khác. Thế khi đưa lên đây thì chúng ta sẽ theo từng tiêu chuẩn của từng web. Chúng ta đưa hình lên, đưa sản phẩm lên, đưa mô tả lên theo cái yêu cầu của họ. Và sau đó thì chúng ta sẽ ký hợp đồng. Ký hợp đồng hai bên sẽ đọc kỹ cái hợp đồng đó nhá. Cần phải chú ý đến phần trăm chiết khấu này, công nợ này, thanh toán này, các cái hình phạt này, vân vân. Bởi vì tránh cái việc là chúng ta sẽ bị phạt nếu mà chúng ta bị hủy đơn hàng đấy. Giao vận họ sẽ làm hết cho chúng ta. Chúng ta nên làm như vậy, được chưa? Thế thì các website này sẽ giúp chúng ta bán được hàng khá là tốt nếu như sản phẩm của chúng ta dễ bán. Và nếu như các anh chị đang là kinh nghiệm sale của một công ty nào đó, hay là sale, hay là director, hay là CEO mà nghe đến cái video này thì hãy bắt tay ngay giúp tôi, đúng không ạ? Có rất nhiều các cái trang thương mại điện tử như vậy, chúng ta đưa lên, chúng ta chọn những cái trang lớn chúng ta đưa trước, ok, và chúng ta phục vụ họ, chúng ta có nhân sự theo dõi cái việc đơn hàng đến từ những cái trang này. Tôi nghĩ rằng số lượng đơn hàng đến cũng khá là tốt đấy ạ. Vâng, ngoài ra thì các bạn cũng có thể sử dụng một số những cái trang chuyên về deal ngày xưa như là Mua Chung, Nhóm Mua, Hot Deal vân vân, rất là tốt. Nhưng bây giờ thì người ta cũng bị mất lòng tin nhiều. Rồi cái sự phát triển của Facebook và các web thương mại điện tử, mô hình B2C, B2B và C2C rất là nhiều. Thế thì những cái trang như vậy nó cũng kém hiệu quả hơn. Tuy nhiên các bạn vẫn có thể thử nếu như sản phẩm của các bạn mà giá rẻ và lợi nhuận tốt. Chẳng hạn các bạn là nhà sản xuất, các bạn có thể đưa lên được. Tôi thấy là du lịch này, bốc phòng này, ăn uống này, spa này, hair salon này, họ cũng đưa lên đấy rất nhiều. Thì các bạn cũng có thể thử. Vâng. Thứ hai là tôi muốn nói về nhóm website thương mại điện tử quốc tế, ví dụ như là các trang như Alibaba, Amazon, eBay và rất nhiều các cái trang thương mại điện tử khác, đúng không? Thì chúng ta có thể là đưa hàng hóa của chúng ta lên trên đó để chúng ta tiếp cận. Ví dụ như các bạn đưa hàng lên Alibaba thì anh bạn tôi là giám đốc của một cái công ty chuyên sản xuất được bánh kẹo và chuyên xuất khẩu, không bán tại thị trường Việt Nam. Thì hàng năm anh ấy mua một cái tài khoản Alibaba Gold, tức là cái tài khoản hạng vàng
với cái giá là hàng nghìn đô la. Và cái quyền anh ấy sẽ được đăng những cái thông tin lên trên cái hệ thống của Alibaba đó và có thể tìm kiếm tất cả các đối tác. Và sau đó thì anh ấy giao cho một người biết tiếng Trung hoặc biết tiếng Anh hoặc là cả hai phụ trách cái tài khoản đó để mà đưa sản phẩm, đưa hình ảnh, đưa những cái thông điệp về nhà máy, về xuất khẩu, về đơn hàng lên trên Alibaba. Và sau đó thì sẽ tìm những cái đối tác phân phối, những cái đối tác nhập khẩu ở Trung Quốc, ở Hàn Quốc, ở Nhật Bản. Họ sẽ liên hệ, họ sẽ nhập cái sản phẩm của mình sản xuất ra. Thì Alibaba cũng là một kênh bán hàng rất tốt nếu như mọi người chưa biết làm nhá. Tất nhiên cái này sẽ dành cho các nhà sản xuất nhiều hơn và những người mà có cái sản phẩm tốt, được chưa? Hoặc là các bạn có thể nghĩ xa hơn nữa là các bạn mở ở trên những cái trang AliExpress hoặc là Tmall vân vân, những cái trang bán lẻ rất lớn của Trung Quốc như là AliExpress hay Tmall hay là 1688 là một trang bán buôn đấy, thì chúng ta có thể mở shop ở trên đó. Tất nhiên là Trung Quốc họ quản lý rất chặt, chúng ta sẽ mở shop bằng cách này nhờ một người Trung Quốc mở giúp, chứ còn người Việt chúng ta mà tự mở thì họ sẽ không cho mở đâu, vì tôi biết chính xác điều này. Thì chúng ta mở trên đó và chúng ta bán. Thì tôi có một cô học trò, thì cô này cô rất là giỏi tiếng Trung, thì cô ấy đã làm cái điều rất tuyệt vời là cô ấy lấy hàng từ Trung Quốc về Việt Nam bán, thì chúng ta vẫn thường thấy rồi. Và sau đó thì cô lại lấy hàng từ Việt Nam bán sang Trung Quốc những cái sản phẩm mà tại thị trường Trung Quốc không có, thí dụ như là yến, thí dụ như là những cái nông sản, thí dụ như là những cái đồ rất là tốt mà có cái nguồn gốc từ nông nghiệp như của chúng ta, hay là có những nguồn gốc từ nó mang tính chất quý hiếm một chút đấy, thì bạn ấy bán những cái sản phẩm đồ ô mai, rồi đồ dệt lụa, rồi đồ ăn thức uống, các loại cao, rồi thì yến, rồi thì vân vân, tôi thấy là đưa lên trên đó. Tất nhiên là mở dựa trên một cái người Trung Quốc, người ta mở và sau đó tạo gian hàng trên đó bán và thanh toán tại Trung Quốc khá là tốt. Đây là một cái hướng đi mà tôi thấy rất là tuyệt vời. Một cái hướng nữa các bạn có thể làm, các bạn có thể mở các tài khoản trên Amazon và trên eBay vân vân, đúng không ạ? Amazon thì nó có thị trường Mỹ rất lớn, thị trường Đức là amazon.ge và thị trường Nhật là amazon.jp. Thì đó là ba cái thị trường các bạn có thể tiếp cận bằng cách là các bạn mở tài khoản là seller trên Amazon. Tài khoản seller tức là tài khoản của người bán, và trên đó thì chúng ta sẽ đáp ứng các cái tiêu chuẩn của Amazon cũng như tiêu chuẩn của các nước và chúng ta mở tài khoản, chúng ta bán. Tất nhiên tôi cũng không có đủ thời gian để dạy các bạn các thao tác mở như thế nào, được chưa? Tạo tài khoản như thế nào, xác nhận như thế nào, đăng hình như thế nào, mua bán như thế nào, thì trên Amazon Selling nó có hết, chúng ta có thể vào đấy. Nó có hẳn một cái phần gọi là Amazon Selling University, tức là trường đại học dành cho người bán. Nó sẽ hướng dẫn chúng ta hết, chúng ta lên trên đấy. Tất nhiên là ngôn ngữ chúng ta sẽ sử dụng tiếng Anh, được chưa? Thì tôi thấy rằng đấy là một hướng mà các bạn có thể xuất khẩu được, hướng có thể bán lẻ ra thị trường thế giới được, khá là tốt. Hoặc là Facebook, hoặc là Google, hoặc là Instagram có thể cho chúng ta chạy quảng cáo tại các thị trường khác nhau cũng rất là tốt, được chưa? Vâng. Và cuối cùng các bạn có thể sử dụng các cái trang có cái tính năng affiliate. Và ví dụ như là ở Việt Nam thì có Accenture, các bạn có thể liên hệ, hoặc là Clickbank, hoặc là Amazon affiliate, hoặc rất nhiều các cái affiliate program, các cái chương trình khác nhau chúng ta có thể tham dự vào đó để chúng ta bán hàng theo mô hình affiliate ở trên web. Thì mô hình affiliate là cái gì, chúng ta có thể hiểu như thế này này, là chúng ta sẽ đưa hàng lên Amazon, sau đó nó có cái chương trình affiliate, nên là tất cả những người bán sẽ vào đấy lấy tài khoản và lấy sản phẩm của Amazon, sau đó họ mang đi bán, họ giúp chúng ta bán hàng, và chúng ta có thể đưa lên các cái trang mà có tính năng affiliate như vậy, hoặc là các cái affiliate sai luôn như là Clickbank hoặc là như là Accenture của Việt Nam. Các bạn có thể vào đấy các bạn đưa lên rất là tốt, hoặc là City bây giờ cũng có một số trang như vậy, đưa trang của Việt Nam, đưa trang của quốc tế để các bạn bán. Thì tất nhiên là nghe tôi nói như thế thì nó cũng khá là khó hình dung ra, nhưng mà như tôi đã nói từ đầu, đây là các đường hướng, các cách thức tiếp cận rất quan trọng, và nó sẽ dành cho các sản phẩm tiêu dùng, các sản phẩm đồ điện tử, đồ mỹ nghệ, thời trang vân vân, whatever đều được. Còn bất động sản thì hơi khó hơn một chút, đúng không ạ? Hay là bảo hiểm thì hơi khó một chút. Thì mỗi một công cụ nó sẽ phù hợp với một cái sản phẩm và một cái thị trường khác nhau, sẽ giúp các bạn trở thành best seller, sẽ giúp các bạn trở thành king of sale.
và sẽ giúp công ty của bạn tăng trưởng hơn rất nhiều. Và nếu như các bạn gặp khó khăn gì trong cái quá trình mà đưa sản phẩm lên các website thương mại điện tử trong nước và quốc tế hoặc affiliate, các bạn cần liên hệ thì hãy liên hệ với tôi để được trợ giúp. Và tôi rất vui có thể chia sẻ những cái kinh nghiệm ít ỏi của tôi dành cho các anh chị và các bạn. Một lần nữa xin được cảm ơn các anh chị và các bạn đã lắng nghe cái video này. Và nếu mà chúng ta có cái cơ hội trò chuyện với nhau thì xin hãy gửi email cho tôi hoặc là hãy chat với tôi. Rất vui được hỗ trợ các anh chị rất nhiều. Xin cảm ơn các anh chị và hẹn gặp lại các anh chị trong bài tiếp theo.